Anh chị tụi Bính Dần kính mến, mình để tôi vi hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tụi Bính Dần may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Bính Dần sinh năm 1986 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Bính Dần sẽ gặp được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ giúp cho quý anh chị có thể lội ngược dòng ngoạn mục, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc kéo đến ảo ảo, thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Bính Dần cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhất. Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, cuộc đời tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nghịch thiên đảo vận, liên tục đón vận may trúng số, đổi đời đại gia, sung sướng tột cùng, giàu sang phú quý, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, ai sinh ra đều mong muốn có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc, phú quý đủ đầy. Có rất nhiều người trong số chúng ta dành thời gian cả đời làm lụng, vất vả, chắt bóp từng đồng với mong muốn có được cuộc sống dư giả hơn. Cũng có những người sinh ra đã có số hưởng, cả đời không bao giờ phải làm lụng điều gì mà vẫn có tiền tiêu dùng dình, ở nhà lầu tiền tỷ, đi xe hơi sang xịn, cuộc sống vạn người mơ ước. Còn theo tử vi học, mỗi một ngày, một tháng, một năm sẽ có những con giáp may mắn, được thần Phật ban phát tài lộc, may mắn hạnh phúc, cát tinh soi đường, sao tốt tỏa trần. Thầy tử vi hàng đầu phương Đông trong dự báo mới nhất chỉ rõ rằng tháng 6 âm lịch sẽ là tháng mang rất nhiều biến động. Nhưng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986, chỉ cần nghe được mệnh trời thì vận trình như cá chép hóa rồng, bản mệnh cầu gì được nấy, vận trình một bước lên mây trong sự ngỡ ngàng của thiên hạ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý bản mệnh luận bàn về tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 đúng tháng 6 âm lịch, tháng Kỷ Mùi, năm 2023. Tiến chủ sẽ nhận được lộc trời trực tiếp ban xuống như thế nào? Thành quả gặt hái được những gì? Liệu rằng có thể tậu được nhà lầu, sắm xe hơi, trả hết nợ nần, đổi đời đại gia hay không? Và trong cuộc sống, tuổi Bính Dần phải chuẩn bị những gì và làm những gì để tận dụng may mắn, có được cơ hội đổi đời, giàu sang, sung sướng, giành lấy những gì đáng thuộc về mình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Đầu tiên, xin mời quý vị tìm hiểu tổng quan về tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 và vận trình tháng 6 năm 2023 âm lịch. Tháng 6 âm lịch năm 2023, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 năm 2023, kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết thì tất sẽ thành, có tài kinh bang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh của người tuổi Bính Dần vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Trong tháng Kỷ Mùi, người tuổi Bính Dần được dự báo vẫn phải tiếp tục chịu những thách thức từ số mệnh khi vận khí tháng mới có phần ảm đạm, chưa thấy dấu hiệu nào thật sự tích cực. Nguyệt lệnh lâm tử, lại có cả thiên hình cản trở, con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc, các kế hoạch tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc bị người khác ngờ vực, khiến tinh thần của bạn dễ bị lung lay. Dù có nhiều dự định trong tháng, nhưng bản mệnh chớ nên nôn nóng, mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Trong tháng 6 âm lịch này, tuổi Bính Dần bị khá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền góp phần bê trễ, việc chi tiêu có phần vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã thế, những chú hổ còn đã gặp phải chuyện xui xẻo bất ngờ nên khó có thể cân đối được thu chi. Thu nhập vẫn vậy nhưng vẫn chẳng đủ dùng, việc kinh doanh hay đầu tư đều cần phải cẩn trọng hơn trong tháng này.
ảnh hưởng của vận khí sa sút nên chuyện tình cảm của tuổi này trong tháng 6 năm 2023 không được như ý. Mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng bạn không thể suy đoán được, một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Tình yêu muốn bền chặt thì cần phải có lòng tin, người có đôi hãy nói rõ những mối nghi ngờ của mình đối với đối phương để cùng nhau tháo gỡ vấn đề. Tình hình sức khỏe của tuổi Bính Dần vốn có thể duy trì ở mức độ ổn định, nhưng áp lực công việc và thời tiết nắng nóng có thể khiến bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Bản mệnh chớ để mình rơi vào trạng thái căng thẳng quá lâu, nếu có thì nên sớm tìm cách giải tỏa áp lực. Cụ thể tử vi từng phương diện. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 năm 2023 của tuổi Bính Dần âm lịch, bản mệnh có rất nhiều việc phải đau đầu tìm cách giải quyết trong tháng này do vận trình có dấu hiệu sa sút. Làm thế nào để đạt được mục tiêu thăng tiến trong công danh, sự nghiệp vẫn là một bài toán khó với người tuổi Bính Dần ở thời điểm này. Chiều ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Tử, công việc trở nên trì trệ, lúc nào cũng có cảm giác thiếu thời gian để hoàn thành hoặc làm nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Nhiều biến động bất lợi, buộc Dần phải quay cuồng, điều chỉnh kế hoạch trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn. Dù vẫn có những tính toán từ trước, nhưng công việc tiến triển khá chậm, con giáp này khó tránh bị ngờ vực về năng lực, cho dù trước đó bạn có làm tốt ra sao. Chỉ một sai sót cũng khiến người khác đặt câu hỏi về khả năng, điều này khiến tinh thần của những chú hổ rất dễ bị lung lay, bế tắc. Lại thêm cả hung tinh thiên hình tác động, con giáp này dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà hành động bất đồng trong khi cần bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng cần giữ một cái đầu lạnh, bởi chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể ảnh hưởng tới tiền đồ sau này. Để hạn chế tình trạng sa sút nghiêm trọng hơn, bạn nên làm việc theo đúng kế hoạch đã định sẵn và giữ vững lập trường thì mọi chuyện sẽ sớm có khởi sắc. Dù có nhiều dự định trong tháng, nhưng bản mệnh chớ nên nôn nóng mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Những ai có ý định nhảy việc trong giai đoạn này cũng nên cân nhắc kỹ càng, đó có thể không phải là quyết định khôn ngoan ngay tại thời điểm này. Bạn nên đánh giá lại nguyên nhân khiến bạn muốn thay đổi, nếu chỉ vì lý do công việc hiện tại lương thấp hay cảm giác chán nản, khuyên bạn đừng quyết định vội vàng. Có câu vạn sự khởi đầu nan, bạn sẽ cần phải có thời gian trải qua thăng trầm, phấn đấu thì mới mong được ghi nhận và gặt hái thành quả xứng đáng. Một khi bạn chưa dốc sức mình để cống hiến thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Về mặt tài lộc, theo tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Bính Dần chịu sức ép của nguyệt lệnh Lâm Tử nên vận trình tài lộc đi xuống rõ rệt, trong khi bản mệnh đang phải loay hoay với những rắc rối trong công việc, tìm đủ mọi cách để cải thiện thu nhập thì tiền bạc thường thất thoát theo những cách rất khó hiểu. Tuổi này bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền góp phần bê trễ, có thể do mất phương hướng trong công việc, cuộc sống là lý do khiến bạn tới giờ này vẫn chưa thể tìm ra con đường đi của riêng mình nên tài lộc khó tụ. Việc chi tiêu góp phần vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã thế, những chú hổ còn gặp đủ chuyện xui xẻo bất ngờ do tiểu hao nhập mệnh nên khó có thể cân đối được thu chi, thu nhập vẫn vậy nhưng vẫn chẳng đủ dùng. Việc kinh doanh hay đầu tư đều cần phải cẩn trọng hơn trong tháng này, đặc biệt là ở khâu lựa chọn đối tác làm ăn. Đôi khi biết về nhau thôi chưa đủ, bạn vẫn nên dành thời gian tìm hiểu về đối tác, từ đó đưa ra những phán đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương, tránh việc lơ là mà để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm. Nhìn chung, tình hình tài chính vẫn còn bấp bênh, chưa thể ổn định được ở giai đoạn này, đòi hỏi mệnh chủ phải nỗ lực hơn nữa. Lưu ý, bạn cũng nên hạn chế tiến hành những việc vay mượn, thế chấp trong tháng, nhất là mượn cho người khác dưới danh nghĩa của bản thân, kẻo rất dễ bị lừa gạt. Về mặt tình duyên, gia đạo. Phương diện tình duyên của người tuổi Bính Dần trong tháng 6 năm 2023 cũng là vấn đề nữa khiến bạn phải đau đầu. Chuyện tình cảm đứng trước nhiều thử thách, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng bạn không thể suy đoán được. Một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này, bản mệnh có xu hướng trở nên đa sầu, đa cảm hơn trong tháng, nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh, nên tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu, dần ra còn tác động lên tâm lý của người bên cạnh. Tình yêu muốn bền chặt thì cần phải có lòng tin, người có đôi hãy nói rõ những nỗi nghi ngờ của mình với đối phương để cùng nhau tháo gỡ vấn đề. Với người độc thân, nguyệt lệnh tác động nên bạn có phần thu mình, không muốn giao tiếp xã hội. Bạn muốn dành thời gian cho chính bản thân mình hơn là tham gia vào những cuộc vui, ép buộc mình phải giao tiếp với mọi người xung quanh. Thời điểm này,
bản mệnh cảm thấy việc tìm kiếm một nửa kia là chưa quá cần thiết và không phải là mục tiêu cấp bách, nên rất thiếu sự chủ động. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe tuổi Bính Dần vốn có thể duy trì ở mức ổn định, nhưng việc có nguyệt lệnh Lâm Tử tác động khiến thể trạng sa sút rất bất ngờ. Áp lực công việc và thời tiết nắng nóng có thể khiến bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Bản mệnh chớ để mình rơi vào trạng thái căng thẳng quá lâu, nếu có thì nên sớm tìm cách giải tỏa áp lực. Lời khuyên dành cho con giáp này là thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý, không nên thức khuya, lạm dụng đồ uống kích thích. Người có sức khỏe kém càng cần phải lưu tâm trong việc chăm sóc bản thân. Vận trình chi tiết từng tuần của tuổi Bính Dần, sinh năm 1968, trong tháng 6 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Con giáp tuổi Bính Dần quá nghiêm túc sẽ chỉ thêm căng thẳng. Nếu ai đó chọc giận hay trêu đùa bạn quá đáng, bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, sẵn sàng chấm dứt tình cảm. Tuy nhiên, nếu bạn thả lỏng một chút, đừng vì một câu nói đùa mà khiến tình cảm rạn nứt. Tuần này, người tuổi Bính Dần cảm thấy lạc lõng, mất cân bằng. Ngay từ khởi động tuần mới khá yên tĩnh và trầm lắng, không phải bạn ổn định tâm lý mà vì bạn lười không muốn làm gì cả. Nếu cần thì bạn cần khoảng lặng cho bản thân, sau đó nhớ đánh giá lại tình hình để biết cần tập trung vào đâu cho hiệu quả nhé. Ngoài ra, nếu nhận thấy bản thân đang thiếu sót ở đâu, nên tìm cách cải thiện. Nếu điều kiện cho phép, hãy tham gia thêm những khóa học nhỏ, nâng cao kỹ năng cũng sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức. Thái Dương Cát Tinh trợ lực để tháo gỡ những khó khăn cho công việc của bản mệnh diễn ra được suôn sẻ, dễ chịu hơn trong tuần này, một số người có thể chuyển bại thành thắng nhờ sự nhanh nhạy của mình với thời cuộc. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thân, Tý, màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu, con số may mắn, 67, 14, 83. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Cuộc sống có nhiều xáo trộn khiến tuổi Bính Dần khó giữ được trạng thái cân bằng, bạn vấp phải một số việc đột xuất ảnh hưởng đến hạng mục công việc đang làm. Nhờ thiên tài mà tiền bạc của con giáp tuổi Bính Dần khá dồi dào vào thời gian đầu tuần. Nhìn chung về khía cạnh này, bạn không phải lo nghĩ nhiều. Bạn cũng đang có những kế hoạch mở rộng nguồn thu khá táo bạo, thế nhưng đừng quên hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước nhé. Tuần này, nếu vẫn độc thân, người tuổi Bính Dần có thể sẽ gặp phải người khác giới không tồi, nhưng do tính nhút nhát, rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để họ rơi vào tay người khác. Nếu đã có người yêu, chuyện tình cảm của bạn có nguy cơ khủng hoảng, hai bên cãi cọ không ngừng. Sự xuất hiện của Thái Tuế Hung Tinh có thể gây điềm báo tai nạn bất ngờ. Do đó, bản mệnh nên cẩn thận trong công việc hay khi xuất hành đi xa. Với thời tiết không thuận lợi như hiện tại, thì ở nhà sẽ tốt hơn cho bản mệnh ở giai đoạn này. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi, màu sắc may mắn, trắng, đen, con số may mắn, 20, 76, 04. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Công việc tuần này của bạn không được tốt, cộng với tâm trạng nóng nảy, không tập trung vào công việc, lại ngoan cố, không chịu nghe lời khuyên của người khác, nên khi vừa gặp chuyện đột xuất, bạn dễ rơi vào tình trạng bất lực. Chính tài mang lại nhiều lộc cho con giáp tuổi Bính Dần, nhờ thế mà nửa đầu tuần của bạn rất hạnh phúc. Chính điều đó mang lại cho bạn năng lượng và sức mạnh để vượt qua thời gian cuối tuần có nhiều trở ngại. Có thể bạn hay trút giận lên người ấy chỉ vì cuộc sống đang có nhiều khó khăn, cũng chính điều này mà họ cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh bạn. Sự xuất hiện của Bách Việt cũng là lời nhắc nhở cho những cặp đôi đang yêu thương nhau thật lòng, cũng đừng vì giận dỗi mà đẩy nhau ra xa. Việc này khiến bạn tạo cơ hội cho những người thứ ba xen ngang hạnh phúc của mình đấy nhé. Quý nhân, Thìn, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Hợi, màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu, con số may mắn, 86, 07, 55. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Thay vì buồn do công việc không được như ý, người khác xem thường bạn, thì nên dành thời gian đắm mình vào những hoạt động riêng tư lành mạnh và nghĩ tới việc bắt đầu chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học. Thông điệp tình cảm gửi tới tuổi Bính Dần trong tuần này đó là nên bình tĩnh đối mặt với những vấn đề xảy ra. Có thể sự hiểu lầm khiến hai người có khoảng cách, nhưng một cuộc trò chuyện thẳng thắn sẽ hóa giải tất cả. Kết thúc một tuần mệt mỏi, vì cuối tuần là thời điểm bạn thể hiện năng lực tập trung cao độ, thông qua hình thức lắng nghe thay vì lời nói, cũng đừng quên dành cho mình thời gian để thư giãn, nạp năng lượng nhé.
Tác động không mong muốn của thiên cầu hung tinh khiến tuổi Bính Dần mệt mỏi vì tin đồn thị phi, ảnh hưởng tiêu cực của nó sẽ gây hại cho sức khỏe của bản mệnh. Cách tốt nhất lúc này là tìm cách giải tỏa căng thẳng, stress mà thôi. Quý nhân, Thân, Tuất, tiểu nhân, Tị, Dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 19, 65, 27. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về tài lộc của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 theo tháng sinh âm lịch. Tháng 1 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Bính Dần theo 12 tháng sinh âm lịch thấy rằng tài vận của người sinh tháng Giêng hưng vượng vô cùng. Ngay từ khi sinh ra, bản mình đã được hưởng vinh hoa phú quý, lớn lên có số thăng quan phát tài, thông minh, tài giỏi ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, không bao giờ rơi vào cảnh cháy túi. Tháng 2 âm lịch. Bản mệnh là người vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có trí, lại vừa có dũng, khó khăn cũng không thể khiến bạn lùi bước. Vì thế, bạn có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, đem về tiền tài không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người tin tưởng và đi theo mình. Tháng 3 âm lịch. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, nhưng từ sau tuổi trung niên may mắn vô cùng. Bản mệnh vốn là người trời sinh, thông minh, tài giỏi, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ. Đường công danh, sự nghiệp và tài lộc vượng phát, sớm muộn gì cũng có địa vị cao trong xã hội. Tháng 4 âm lịch. Vận trình tài lộc của người tuổi Bính Dần sinh tháng 4. Nhìn chung hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức trong tầm tay vì được quý nhân tương trợ, nhiều người nâng đỡ. Cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng suôn sẻ, không phải lo phiền. Tháng 5 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Bính Dần theo 12 tháng sinh âm lịch cho thấy, người sinh vào tháng 5 âm lịch không được hưởng phúc của tổ tiên để lại. Càng bù lại, lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên sớm muộn gì cũng tích lũy được của cải trong nhà. Tháng 6 âm lịch. Bản mệnh có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng, tuy nhiên, đường tài lộc lại không được như ý. Người này hành sự khó khăn, mưu sự khó thành, phải chịu nhiều lần thất bại. Đến tuổi trung niên cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, chứ không giàu có được. Tháng 7 âm lịch. Người sinh vào thời điểm này không được hưởng phúc đức của tổ tiên, nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, kinh doanh, buôn bán, vướng nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Tháng 8 âm lịch. Người tuổi Bính Dần sinh tháng 8 âm lịch được trọng vọng, thanh danh vang bốn bể. Song tất cả những gì mà bản mệnh có được đều phải tự lực cánh sinh chứ không dựa dẫm vào ai. Kể từ tuổi trung niên, vận trình dần khởi sắc, gặp hung hóa cát, công thành danh toại. Tháng 9 âm lịch. Bản mệnh vốn là người tài trí, học hành giỏi giang, song lại chỉ biết học suông chứ không áp dụng vào thực tế được. Thêm nữa, bạn dễ mắc phải chứng tự cao, tự đại, nên không biết lắng nghe người khác, làm gì cũng khó khăn, không thích hợp theo đường kinh doanh, tài lộc chỉ ở mức trung bình. Tháng 10 âm lịch. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn, vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành tích hưởng chẳng bao nhiêu. Cũng may bản mệnh trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã, nên được nhiều người yêu mến. Dù không giàu có nhưng cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Tháng 11 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Bính Dần theo 12 tháng sinh âm lịch, cuộc đời bản mệnh phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt, nâng đỡ, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Tháng 12 âm lịch. Người sinh vào tháng Chạp cũng phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, dù có chí hướng nhưng không có được thành tựu nào đáng kể, tài lộc cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu biết cách tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè thì có thể cải thiện vận mệnh. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cuộc sống có rất nhiều điều tiểu tiết, nhỏ nhặt, vặt vãnh. Nhưng chính những điều nhỏ bé nhìn không thuận mắt ấy lại có thể nhìn ra nhân phẩm của một người, ảnh hưởng đến nhân duyên, quyết định tới tương lai và phát triển của người đó. Một nhà văn nổi tiếng thế kỷ 19 từng nói rằng rất nhiều người có phẩm đức tốt đẹp như ngư dân, người du mục, nông dân, người lao động. Cho dù họ chẳng biết một chút gì về nghệ thuật, nhưng nếu họ có thể chu toàn được những tiểu tiết trong con người mình, họ cũng có thể trở thành tinh hoa của thế giới này. Cái gọi là tiểu tiết chính là dù con người có những thân phận bất động khác nhau, nhưng họ vẫn có thể giữ được cái tâm cao đẹp và những nụ cười rạng rỡ.
Dù là làm trong bất cứ ngành nghề nào, dù thể hiện ra bên ngoài là người có văn hóa hay có giáo dưỡng hay không, đều có thể thông qua việc họ có chu toàn được những tiểu tiết không để nhìn ra bản chất cơ bản trong con người họ. Bởi vì, tiểu tiết chính là thứ có thể phơi bày ra những mặt sáng và mặt tối trong bản chất nhân tính của một người. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.